Chào mọi người đang xem cái video clip này của Tiến nha. Thì hôm nay Tiến về được một ít bút móng đạn cao su nè. Mình quay mình thông báo với tất cả anh em là hàng của mình về. Đợt hôm trước là mình về một lần rồi, nhưng nhờ được sự ủng hộ của tất cả anh em thì hôm nay mình tiếp tục, mình lại về tiếp một ít nữa. Anh em nào đặt hàng cứ liên hệ trực tiếp với mình nha, số điện thoại nè 0706 222 435, mình để góc trái màn hình. Mình nhắc lại các giao dịch của shop mình một lần nữa nha. Shop của Tiến thì chỉ nhận chuyển khoản, có nghĩa là mình nhận tiền từ anh em trước rồi mình mới gửi hàng sau nha, không ship code và không giao dịch trực tiếp. Mình chia sẻ một cái câu chuyện của một anh khách, anh gọi điện cho Tiến thì anh em cũng nói chuyện trò chuyện nhau cũng lâu. Ảnh thì ảnh làm, ảnh nói là anh chỉ nói là làm văn phòng thôi, mình thì cũng không có hỏi nhiều về công việc. Thì ảnh nói anh làm văn phòng thì cũng không phải là giang hồ gì hết cả. Thì nhưng mà anh lại muốn tìm một cái sản phẩm để mà tự vệ, để mình đi đường vắng á, rồi để ở nhà. Thì Tiến tư vấn cho anh thì cái xài cái loại nào. Thì anh cũng nói là cũng thích đao kiếm rồi mấy cái này, linh tinh, hoặc là mình xài súng này kia thì anh cũng có liệt kê, thì mình cũng có phân tích cho anh biết rồi. Sẵn đây mình đã chia sẻ lại cho tất cả mọi người luôn. Cái câu chuyện nó như thế này nè, thì anh cũng hỏi là những cái súng nào thì mình tự vệ tốt và tầm giá khoảng bao nhiêu, thì mình cũng có nói thẳng luôn. Thì ở trên thị trường Việt Nam nó có mấy cái dòng súng. Thứ nhất là súng bắn đạn bi, thứ hai là súng bắn đạn cao su, bắn đạn thể thao, đó, bắn đạn quân dụng. Rồi anh hỏi là nếu mình mua để mình tự vệ, để mình phòng thân, thì những cái loại nào là xài cho nó ok. Thì mình cũng nói luôn. Thứ nhất về cái những cái hàng mà đao kiếm hoặc là mấy cái chích điện rồi mấy cái xịt cay xịt kiếp đó, thì nó thứ nhất là đao kiếm là mua này không phải để tự vệ, này mua để đi chém nhau chém giết chứ không phải là tự vệ. Rồi chích điện chích nào kia mua đó là mua chơi thì được. Còn về xịt cay thì mình nghĩ là cái vấn đề xịt cay thì mình nghĩ để phòng thân nó cũng hay á. Nhưng mà mình cũng có tư vấn với ảnh, nhưng mà bên shop Tiến thì không có bán xịt cay. Xịt cay mình để nhà, cái bình nhỏ bình lớn thì cũng tiện, nó có thể khống chế được trong một số trường hợp á. Xịt cay thì phòng thân cũng hay. Rồi về cái mảng súng là súng cao su, rồi súng thể thao, rồi quân dụng cũng có nhiều loại lắm. Thì mình tư vấn với ảnh là nên xài súng bắn đạn cao su. Rồi mình cũng phân tích luôn. Thứ nhất á, là đạn cao su thì nó mắc hơn là đạn thể thao. Một viên đạn cao su như vậy thì để mua được biết bao nhiêu là viên đạn thể thao, tại đạn thể thao nó rẻ, nó nằm trong tầm giá thị trường bây giờ tầm trên dưới 1 triệu một hộp 50 viên thôi. Còn về đạn cao su nó tới tầm khoảng trên dưới 5 triệu một hộp đạn cao su. Thì tất nhiên là cái hộp đạn thể thao nó rẻ hơn. Thì nhưng mà chơi đạn thể thao nó có một cái nhược điểm như thế này nè, là nó nguy hiểm. Khi mà mình mang mình sử dụng nguy hiểm, nó một số trường hợp nó dễ dẫn đến ảnh hưởng đến tính mạng đó. Thì như vậy thì cái khả năng để mình, cái mục tiêu ban đầu là để phòng thân tự vệ, thì nó lại đi quá xa cái mục tiêu ban đầu rồi, nó dẫn đến một số cái tình huống mình đáng tiếc không có xảy ra, đáng tiếc xảy ra mà mình không có mong muốn. Rồi mình chốt lại luôn, mà để mà tự vệ á, mà chơi bên những cái dòng súng á, thì nên lựa chọn những cái dòng súng bắn đạn cao su. Thì tùy, nó có nhiều mức giá, như hàng rẻ thì nó có những cái dòng độ chế như là bút 2 triệu, rồi những cái hàng lên cao su từ những con bi sắt thì tầm mười mấy triệu. Còn ai mà có kinh tế mà khá giả thì mình có thể chơi những cái dòng zin, những dòng nhập khẩu về thì nó là quá ok rồi. Thì còn về cái vấn đề mà không chơi súng thì mình tự vệ thì mình cũng có thể mua thêm những cái bình xịt hơi cay mình để nhà. Thí dụ mình mua một cái bình tách đao, cái bình lớn á, thì mình để ở nhà, mình nghĩ là cái hơi cay thì tự để ở nhà tự vệ cũng ok. Còn về cái vấn đề mà đao kiếm rồi mấy cái linh tinh kia, mình nghĩ là mua để sưu tầm để chơi thôi, chứ thật sự nó cái khả năng tự vệ của nó, mình nghĩ là nó không phải là những cái món hàng để tự vệ. Mình chốt hạ là chỉ hai cái sản phẩm. Thứ nhất là nếu mà xài súng thì mình nên xài những cái dòng súng
bắn đạn cao su là được rồi. Còn như để nhà gì đó thì mình mua thêm một cái bình xịt hơi cay, mình để nhà đó là nó ok nha. Rồi.